Nhìn lại sự thật lịch sử để đoàn kết dân tộc Việt Nam. Tác giả Thiếu Long, giọng đọc Hải Yến, số 11. Tính chính thống trong lòng dân và tính chính danh hợp pháp theo luật pháp Việt Nam và quốc tế. Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, đánh dấu một mốc son lịch sử khi Việt Nam giành được độc lập từ tay phát xít Nhật với quốc hiệu chính thức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Theo đó, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một nước thống nhất từ Bắc chí Nam. Các văn bản có giá trị pháp lý sau đó như Hiến pháp 1946, tuyên cáo 12 khu hành chính của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cuối năm 1946 đều khẳng định việc này. Trong lúc trên đất Việt không hề tồn tại bất kỳ một quốc gia, nhà nước, chính thể, chính quyền, ngụy quyền nào khác. Ngay cả Hiệp định Geneva về Đông Dương cũng chỉ công nhận làm ranh giới tuyến quân sự tạm thời trong 2 năm để chờ tổng tuyển cử, tạm chia làm 2 vùng tập trung quân sự cho 2 bên tập kết, chứ không nói gì đến vấn đề thay đổi lãnh thổ. Theo Hiệp định Geneva về Đông Dương, vĩ tuyến 17 không phải là làn ranh có ý nghĩa về lãnh thổ, chính trị hay địa lý. Hiệp nghị này không có ý nghĩa chia đôi đất nước về lãnh thổ và chính trị. Như vậy, rõ ràng miền Nam Việt Nam vẫn thuộc lãnh thổ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được nhân dân ở cả 2 miền công nhận và ủng hộ. Hiến pháp năm 1959 cũng nhắc lại, Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc, là lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, là bộ phận máu thịt của Việt Nam. Pháp vào xâm lược lần nữa, 9 năm kháng chiến trường kỳ đã kết thúc sau trận Điện Biên Phủ vang danh 4 biển. Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết, tạm thời chia thành 2 vùng tập kết quân sự, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tuyến quân sự tạm thời trong vòng 2 năm từ năm 1954 đến 1956 để chờ đợi tổng tuyển cử toàn quốc năm 1956, chọn ra lãnh đạo cho một nhiệm kỳ mới, đồng thời chính thức thống nhất Tổ quốc. Quân đội nhân dân Việt Nam của Việt Minh tập kết ra Bắc trên vĩ tuyến 17, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. Quân đội Pháp Ngụy tập kết vào miền Nam dưới vĩ tuyến 17 và sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. Thực dân Pháp ở miền Nam lật lọng, dùng những xảo thuật chính trị, thủ đoạn chính trị củng cố ngụy quyền Bù Nhìn Bảo Đại, có cái tên mỹ miều là Quốc gia Việt Nam mà họ thành lập từ năm 1949. Từ đó, bọn tay sai Pháp tự nhận mình là người quốc gia, thành phần quốc gia, đảng phái quốc gia, chính phủ quốc gia, quân đội quốc gia, lính quốc gia, chiến sĩ quốc gia, vân vân. Người Pháp mưu toan giàn dựng một miền Nam độc lập tự trị, mưu đồ chia cắt lâu dài nước Việt Nam. Sau năm 1948, con bài Nam Kỳ tự trị, Nam Kỳ độc lập, Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc do Nguyễn Văn Thinh đứng đầu không còn giá trị. Pháp phế bỏ ngụy quyền Bù Nhìn này và nặn ra chính phủ quốc gia với ông vua Bù Nhìn Bảo Đại làm quốc trưởng, Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng. Và tiếp tục củng cố và nuôi dưỡng ngụy quyền này sau năm 1954. Quyền lực Mỹ dần lấn sân Pháp tại miền Nam. Qua nhiều cuộc đấu đá lẫn nhau tranh giành ảnh hưởng, Mỹ đã thành công hất Pháp. Mỹ đem Ngô Đình Diệm về và đưa lên làm tổng thống. Mỹ Diệm cưỡng từ đoạt lý, bảo rằng Mỹ và quốc gia Việt Nam. Trần Văn Hữu làm đại diện thay Bảo Đại đi dự hội nghị Geneva, không có ký vào hiệp định cho nên không có trách nhiệm thi hành tổng tuyển cử. Đây là sự ngụy biện rõ ràng, vì đây là hiệp định thực thi trên một lãnh thổ, cho dù có thay đổi chính phủ, chính thể thì lãnh đạo mới
vẫn phải thực thi trách nhiệm của hiệp định đó trên lãnh thổ đã được xác định trong giấy tờ. Và thế là từ đây, Mỹ đã thành công chia cắt lâu dài nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chiếm mất nửa nước của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và cuộc kháng chiến chống Hoa Kỳ của nhân dân Việt Nam bắt đầu từ đó và kéo dài đến năm 1975. Sau khi điểm lại các sự kiện lịch sử cùng với các mốc lịch sử, thì có thể thấy nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đáng lẽ đã là một nước độc lập thống nhất từ năm 1945. Nhưng các thế lực ngoại bang, nhất là Pháp và Mỹ, đã phá hoại sự thống nhất, độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ vào miền Nam, nơi duy trì các sức mạnh chính trị, quân sự, kinh tế của họ, liên tục tạo ra hết ngụy quyền này đến ngụy quyền khác. Từ ngụy quyền Trần Trọng Kim của Nhật, đến ngụy quyền Trần Văn Hữu, ngụy quyền Nguyễn Văn Thinh, ngụy quyền Ngụy Triều Nguyễn Văn Xuân, Bảo Đại của Pháp, rồi đến ngụy quyền Ngô Đình Diệm, ngụy quyền Nguyễn Khánh, ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu của Mỹ. Việt Nam năm 1945 đã có độc lập và chính danh trên toàn quốc và đáng lẽ đã thống nhất hòa bình vào năm 1956, tổng tuyển cử tự do trên toàn quốc. Do đó, kể từ năm 1945 trở đi và nhất là từ năm 1946, khi Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam được bầu, hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ra đời, thì bất cứ kẻ ngoại bang nào tiến vào lãnh thổ nước ta, nặn ra các ngụy quyền xây dựng quân đội bản địa để phục vụ cho các chính sách và chiến lược của họ, thì rõ ràng là sai trái. Và đó là hành động vi phạm chủ quyền, hành động xâm lược, hành động tiến hành chiến tranh xâm lược. Như chúng ta đã biết, sau cách mạng tháng 8, Việt Nam giành lại được độc lập từ tay Nhật Pháp. Sau gần 100 năm Pháp thuộc, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được nhân dân cả nước bầu ra thông qua cuộc tổng tuyển cử Quốc hội trong toàn quốc vào tháng 1 năm 1946. Kỳ bầu cử này đã bầu ra Quốc hội khóa 1 hoạt động cho đến nay. Như vậy, chính quyền này là chính quyền của toàn dân, do nhân dân trong cả nước, từ Bắc chí Nam, khắp ba miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bầu ra một cách hợp pháp. Chính quyền này tồn tại liên tục và kế tục một cách hợp pháp liên tiếp, nối tiếp nhau từ đó đến nay. Do đó, bất kỳ chính quyền nào khác do ngoại bang thành lập sau này, không do người dân toàn quốc bầu ra, đều có thể được coi là một ngụy quyền bất hợp pháp, không hợp lệ. Người viết muốn nhấn mạnh đến hai vấn đề thời điểm. Cuộc tổng tuyển cử toàn quốc bầu cử ra Quốc hội khóa 1 của chính quyền non trẻ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa độc lập diễn ra trong cả nước về địa lý bao gồm cả ba miền Bắc, Trung, Nam, với hơn 90% số cử tri đăng ký tham gia. Quốc hội khóa 1 đã bầu ra một chính phủ nắm quyền lãnh đạo đất nước trong hoàn cảnh và thời điểm ở Việt Nam không tồn tại bất kỳ một chính quyền nào được bầu ra theo thể thức như vậy. Quốc hội khóa này được bầu một cách hợp pháp và đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam đã hoạt động cho đến nay. Chỉ mãi sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và tuyên bố nước ta hoàn toàn độc lập, khẳng định chủ quyền trên khắp nước Việt Nam, bầu cử Quốc hội xong, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thành lập và đang hoạt động hợp pháp, hợp hiến, thì một loạt chính phủ bù nhìn khác ở miền Nam Việt Nam được các thế lực ngoại bang thành lập. Nguyễn Văn Thinh, Nguyễn Văn Xuân, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, vân vân. Như vậy, bất cứ can thiệp quân sự nào từ nước ngoài kéo đại quân vào lãnh thổ của một nước Việt Nam đã độc lập, đã thống nhất, thì đó là xâm lược. Hành động thành lập liên tục các ngụy quyền của ngoại bang ở Nam Bộ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng là một hành động xâm lược.
Xin lưu ý ở đây là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiền thân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay, trên nguyên tắc theo luật pháp là một quốc gia độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ từ năm 1945, bao gồm miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Hiệp định Geneva về Đông Dương chỉ có ý nghĩa phân định ranh giới quân sự tạm thời trong 2 năm để chờ tổng tuyển cử toàn quốc, chứ không phải là hiệp định chia đôi đất nước như giặc tuyên truyền. Lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bao gồm Bắc, Trung, Nam là quốc gia thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ từ năm 1945, chứ không phải Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có ở miền Bắc như Mỹ ngụy tuyên truyền. Các thế lực quân đội Pháp và Mỹ đã vào miền Nam của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cướp lấy miền Nam, biến Nam Bộ thành một căn cứ quân sự của họ, thành một tiền đồn chống cộng cho họ. Miền Nam là của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một nước độc lập thống nhất từ năm 1945. Pháp và Mỹ không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào để đem quân vào lãnh thổ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Do đó, cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Việt Nam không hẳn là cuộc chiến giành độc lập, mà là cuộc kháng chiến để giữ gìn độc lập và bảo vệ đất nước, do ta đã giành được độc lập từ tay đế quốc Nhật vào năm 1945. Những điểm bất đồng khác. Hàn Quốc có một nền công nghiệp quốc phòng riêng và khá mạnh. Theo bài phân tích tiềm lực quân sự Hàn Quốc trên báo An ninh Thế giới thì Hàn Quốc có khoảng 80% vũ khí là tự chế, còn ngụy quyền Sài Gòn năm xưa Mỹ phát đến đâu là đánh đến đó, ngay cả công nghiệp dân sự còn không có thì nói gì đến công nghiệp quốc phòng viển vông phi thực tế. Cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa này do Mỹ nuôi, quân đội và nhân sự do Mỹ trả lương, bao trọn gói, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc Mỹ, thị trường do tư bản Mỹ nắm gọn, thao túng. Trong thời Mỹ trước năm 1975, trong những vùng tạm chiếm, hầu như không có hàng nội, hầu hết đều là hàng ngoại, đặc biệt là hàng Mỹ. Trong khi ở miền Bắc và những vùng giải phóng ở miền Nam, thời đó có rất nhiều xưởng quân giới chế tạo các loại vũ khí, trong đó có nhiều vũ khí đặc thù Việt Nam, phù hợp với người dùng Việt Nam, môi trường Việt Nam, không gian Việt Nam, như súng trường Phan Đình Phùng, súng ngựa trời, do các xưởng quân khí ở Bến Tre chế tạo. Tiểu liên Sten do xưởng quân giới Nam Định chế tạo năm 1946. Lựu đạn, mìn, thủy lôi, súng ngắn, bom ba càng, súng cối 60mm, đạn phóng bom, xưởng quân giới AL-1 chế tạo năm 1948. Súng phóng lựu làm từ thân súng trường Mark và súng cối 63mm, quân giới Nam Bộ chế tạo. Súng phóng lựu, bom bay, đạn cối 187mm, quân giới Việt Bắc chế tạo, ống đạp lôi, vân vân. Và nhiều sửa chữa, nâng cấp, cải tiến khác của quân giới Việt Nam. Kỹ sư Trần Đại Nghĩa là một nhân tài hiếm có và đã đóng góp rất nhiều cho ngành quân giới Việt Nam. Năm 1975, Mỹ chỉ cần cắt giảm viện trợ quân sự xuống còn 700 đô thì Ngụy không sống nổi và tắt thở ngay vào năm đó. Ngụy không thể sống, không thể thở, không thể tồn tại nổi khi được nuôi dưỡng không đầy đủ. Ngược lại, bây giờ nếu Mỹ buông Hàn Quốc thì tin chắc Hàn Quốc vẫn sống được, dù có thể sẽ không mạnh bằng khi có Washington chống lưng. Hàn Quốc có sự độc lập chủ quyền và tự chủ nhất định, quân đội họ tự thân chiến đấu, trong khi lính ngụy ở Việt Nam do quan thầy Pháp Mỹ huấn luyện và có mặt trong từng đơn vị tiểu đoàn để điều khiển và kiểm soát chặt chẽ. Quân đội ngụy ở Việt Nam chủ yếu được Pháp Mỹ coi là những tấm bia đỡ đạn để quân đội chính quốc đỡ thương vong. Xem sách lược Da vàng hóa chiến tranh thời Pháp, chiến dịch Hạ Lào, sách lược Phi Mỹ hóa, Việt Nam hóa chiến tranh thời Mỹ. Còn một khác biệt khá rõ nữa là ngụy quyền ở Việt Nam không là cái gì quan trọng cả.
có nó hay không có nó thì hai bên Việt Mỹ vẫn có chiến tranh. Không có nó hay có nó đều không ảnh hưởng nhiều tới cục diện và không thay đổi cục diện. Ngụy Sài Gòn không có vai trò gì đáng kể trong chiến tranh ngoại trừ vai trò làm người chỉ biết nói yes, yes man, làm cái máy ký tên, làm tất cả những văn kiện gì mà Mỹ đưa ra. Dám không ký thì ông cho ăn đạn, gương diệm sờ sờ. Và với vai trò của những nhà chảo sai vặt, chỉ đâu làm đó, thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu cần thì Mỹ sẵn sàng vắt chanh bỏ vỏ, giết chết và kéo kẻ này xuống, dựng kẻ kia lên, giật dây đảo chính để thay đổi tay sai. Trong chiến tranh chống Việt Nam, có những lúc Mỹ thay tay sai như thay áo, liên tục bật đèn xanh đảo chính, giết người này, phế người kia, lưu đày người nọ, lập người khác, theo ý mình. Bỏ Bảo Đại, giết Diệm, đầy Khánh, dựng Thiệu, dân Kỳ, hoàn toàn lũng đoạn và thao túng, kiểm soát và điều khiển chính trường ở Nam Việt. Nắm chắc trong bàn tay miền Nam của Việt Nam, giữ miền Nam của Việt Nam trong quỹ đạo Hoa Kỳ, giữ đàn chim của mình bay cho đúng hướng. Lính Ngụy thì bị bắt lính hoặc dùng các khoản tiền hậu hĩnh dụ dỗ mua chuộc. Họ không có vai trò gì đáng kể ngoài việc làm bia đỡ đạn cho quân đội Mỹ. Trong khi đó thì Hàn Quốc họ có vai trò nhất định. Vai trò của họ nổi bật hơn đám tay sai bù nhìn người Việt. Vai vế của họ cũng hơn hẳn đám con rối ở Sài Gòn. Các tướng tá, sĩ quan Hàn Quốc cũng hiếm có người từng phục vụ cho đế quốc Nhật trong lúc người Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, tướng tá sĩ quan Ngụy Sài Gòn đa phần đã từng phục vụ cho đế quốc Pháp trong thời Pháp thuộc. Có Pháp tịch, nói tiếng Pháp, đeo huân chương Pháp, học ở Pháp, được Pháp phong chức, trả lương, đào tạo, nuôi dưỡng. Nhiều gia đình có thành tích làm việc cho thực dân Pháp nhiều đời, đàn áp nghĩa quân khốc liệt. Có cả những tên nói tiếng Tây thạo hơn tiếng ta, nói tiếng mẹ đẻ bập bõm như tiếng Nguyễn Văn Hinh. Có cả những tên chỉ huy lính Ngụy trong trận Điện Biên Phủ bên cạnh người Pháp, phất cờ tam tài, hát quốc ca Pháp như tướng Phạm Văn Phú. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa được xây dựng và phát triển từ quân đội quốc gia Việt Nam thời Pháp, từ lực lượng ngụy quân nòng cốt và những tay sai đắc lực của thực dân Pháp. Do đó, bản chất của chiến tranh Việt-Mỹ và chiến tranh Liên Triều là rất khác nhau. Bối cảnh lịch sử và các diễn biến lịch sử trên đất bán đảo Đông Dương và trên bán đảo Triều Tiên cũng khác nhau. Do đó, không thể đánh đồng hai cuộc chiến tranh này lại với nhau. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.